Thưa quý vị, đêm nay ở các tỉnh miền Bắc mưa sẽ tăng dần, trong đó ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện cục bộ điểm mưa to. Sang ngày mai, các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây hơn, từ chiều và tối mai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa trong ngày và đêm mai ở hầu khắp Bắc Bộ phổ biến từ 30 đến 60 mm. Đối với các tỉnh như là Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng và cả khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai là những nơi có khả năng xuất hiện mưa to trên 100 mm. Dự báo đợt mưa dông diện rộng này ở miền Bắc sẽ còn kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 7 tháng 8, nên càng về sau, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, trượt lở đất sẽ càng cao. Nền nhiệt ngày mai ở miền Bắc sẽ giảm mạnh. Khu vực ven biển phía đông nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Ở miền Trung, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An, chiều và tối mai cũng có mưa rào và dông, nhưng diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Còn trong ngày mai, miền Trung phổ biến trời ít mưa, nắng nhiều, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động từ 32 đến 35 độ. Nóng vẫn xảy ra cục bộ ở một số nơi vùng núi phía Tây của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị với mức nhiệt cao 36 đến 37 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn là hình thế chính chi phối và đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Vì thế trong đêm nay, mưa dông ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn ở mức rải rác. Ngày mai, nắng chỉ duy trì trong từ sáng đến đầu giờ chiều. Mức nhiệt ngày mai ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cũng không cao, từ 30 đến 33 độ. Đến chiều và tối mai, hai khu vực này sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rào và dông mạnh. Với khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, do tác động của gió Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên, vì thế ở các khu vực này cũng có mưa dông từ rải rác đến nhiều nơi, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật cũng ở mức cao.